Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ hai ngày 12 tháng 6. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, thời kỳ năm 2021-2030, hệ thống cảng hàng không toàn quốc được quy hoạch theo mô hình trục ngang với hai đầu mối chính tại khu vực thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cả nước sẽ hình thành 30 cảng hàng không, bao gồm 14 cảng hàng không quốc tế và 16 cảng hàng không quốc nội. Trong đó, Khánh Hòa có cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tầm nhìn đến năm 2050, cả nước sẽ có 33 cảng hàng không. Đáng chú ý, quy hoạch cũng khẳng định sẽ nghiên cứu, khảo sát, đánh giá khả năng quy hoạch thành cảng hàng không đối với một số sân bay phục vụ quốc phòng, an ninh. Một số vị trí quan trọng về khẩn nguy, cứu trợ, có tiềm năng phát triển về du lịch, dịch vụ và các vị trí khác có thể xây dựng, khai thác thành cảng hàng không. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc bổ sung quy hoạch khi đủ điều kiện, trong đó đánh giá kỹ lưỡng về nhu cầu, yêu cầu kỹ thuật, nguồn nhân lực đầu tư và các tác động liên quan. Danh sách này có 12 sân bay, trong đó có sân bay tại xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng các cảng hàng không quốc tế quan trọng, đóng vai trò đầu mối, trong đó có cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở ngành liên quan về kế hoạch triển khai công việc liên quan đến các dự án trọng điểm tại phía Bắc, khu kinh tế v.v. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất nội dung kế hoạch triển khai 4 dự án trọng điểm tại khu vực phía Bắc khu kinh tế Vân Phong, theo đề xuất của Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong, giao tổ công tác triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai và đề xuất hình thức đầu tư các dự án cảng hàng không quốc tế Vân Phong, cảng biển tổng hợp, cảng biển hành khách theo quy định sau khi các quy hoạch chuyên ngành được phê duyệt. Đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về các trường hợp thu hồi đất trong khu kinh tế Vân Phong để triển khai công tác kiểm đếm. Theo văn bản của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, đơn vị đã hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai 4 dự án trọng điểm tại khu vực phía Bắc Khu Kinh tế Vân Phong, gồm khu đô thị đa năng cao cấp Đầm Môn, khu đô thị đa năng Cổ Mã Tô Bông, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và vui chơi giải trí có sân golf Hòn Lớn, khu hỗn hợp dịch vụ du lịch cao cấp và vui chơi giải trí tổng hợp núi Khải Lương. Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Vân Phong, sau khi có ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, bảo đảm phù hợp tiến độ yêu cầu và mục tiêu đề ra. Dự án cảng hành khách đã được nhà đầu tư đề xuất đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Dù lãi suất hạ nhiệt nhưng tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư vào hệ thống ngân hàng đến cuối tháng 3 vẫn tăng trưởng tốt. Cụ thể, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 3, tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư đã tăng thêm 100.800 tỷ đồng, lên hơn 6,28 triệu tỷ đồng, vượt xa số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế tại hệ thống ngân hàng. Như vậy, từ đầu năm, tiền gửi của dân cư vào ngân hàng tăng 7%, trong khi tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm 4,8%. Hiện, các ngân hàng đang trả lãi suất dao động từ 7,5 đến 8,1% một năm cho kỳ hạn 12 tháng, còn với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất phổ biến ở mức từ 6 đến 8% một năm. Tại kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước hôm nay ngày 12 tháng 6, giá xăng dầu được dự báo tăng nhẹ lần thứ 3 liên tiếp nếu cơ quan điều hành không sử dụng công cụ quỹ bình ổn giá. Lịch điều hành giá xăng dầu trong nước vào ngày 11 hàng tháng được lùi vào hôm nay 12 tháng 6 theo Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu. Theo dự báo của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh tăng từ 200 đến 300 đồng một lít trong kỳ điều hành hôm nay theo đà tăng của giá thế giới. Mức tăng trên được dự báo nếu cơ quan điều hành không sử dụng công cụ quỹ bình ổn giá và giữ nguyên các loại thuế phí. Trước đó, tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất, giá xăng cũng tăng, còn giá dầu được điều chỉnh giảm. Tại kỳ điều hành này, cơ quan điều hành không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu và trích lập quỹ 300 đồng một lít với các mặt hàng xăng dầu. Tiếp tục chương trình là những thông tin khác. Đảng ủy quân sự thành phố Nha Trang sáng nay đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố. Theo quyết định số 26/QĐ-QK5 của Chính ủy Quân khu 5 về việc bổ nhiệm cán bộ, Trung tá Lê Xuân Kiên, Chánh Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang từ ngày 1 tháng 6 năm 2023. Trung tá Nguyễn Tấn Dũng,
nguyên chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự thành phố Nha Trang, được bổ nhiệm giữ chức phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa. Hội nghị đã tiến hành các bước bàn giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự thành phố Nha Trang theo đúng quy định, đồng thời thảo luận nêu một số nhiệm vụ quân sự của thành phố cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Khánh Vĩnh tổ chức tập huấn triển khai kế hoạch quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác trên địa bàn huyện năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai kế hoạch quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu trên địa bàn huyện, triển khai thực hiện thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, triển khai kế hoạch số 56 ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, hướng dẫn quy trình thực hiện và ghi phiếu thông tin về người lao động, hướng dẫn tổng hợp, lập báo cáo một số chi tiêu có liên quan đến việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, chi tiêu việc làm. Hội nghị đã trao đổi giải đáp một số vướng mắc để triển khai hoàn thành kế hoạch ghi phiếu thông tin người lao động tại địa phương. Ủy ban Nhân dân huyện Diên Khánh sáng nay đã tổ chức hội nghị phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và luật phòng chống bạo lực gia đình. Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu khái quát bố cục, nội dung, sự cần thiết ban hành luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, phổ biến, hướng dẫn xây dựng văn bản quy định chi tiết nội dung luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đối với luật phòng chống bạo lực gia đình, báo cáo viên phổ biến những điểm mới như tiếp cận dựa trên quyền con người, chủ động phòng ngừa bạo lực gia đình, sửa đổi, bổ sung các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng chống bạo lực gia đình, khuyến khích xã hội hóa công tác phòng chống bạo lực gia đình. Thông qua hội nghị, giúp đại biểu nắm vững những nội dung cơ bản của văn bản pháp luật mới được ban hành, tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện cùng nâng cao ý thức trách nhiệm và chấp hành nghiêm pháp luật, đồng thời vận dụng tốt vào thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với vai trò tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng nông dân vững mạnh về mọi mặt, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân thành phố Cam Ranh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các phong trào thi đua của hội tiếp tục được phát triển, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên nông dân và ngày càng khẳng định rõ tổ chức hội thật sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân thời đại mới. Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân thành phố Cam Ranh đã thường xuyên tuyên truyền vận động hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung và có chất lượng cao. Qua đó đã thu hút được đông đảo các hộ nông dân tham gia phong trào. Bình quân hàng năm có trên 8.100 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều nông dân được Hội Nông dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố tặng giấy khen. Nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn, thu nhập từ 700 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Đến nay, toàn thành phố đã có 44 tổ hợp tác sản xuất kinh doanh do hội hướng dẫn thành lập với 293 thành viên, tăng 16 tổ so với năm 2018. Qua đó, đã giúp nông dân cách thức làm ăn mới, phát triển quy mô sản xuất, góp phần tập hợp, đoàn kết nông dân giúp nhau giảm nghèo, làm giàu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tập trung, sản xuất hàng hóa, theo chuỗi giá trị và nông sản an toàn. Khi mà cái tham gia vào cái mô hình hợp tác xã này thì nó có nhiều cái lợi cho tất cả các thành viên. Đầu tiên, cái lợi đầu tiên là chúng tôi tăng được năng suất. Và cái lợi thứ hai là nó tăng được cái chất lượng sản phẩm. Và cái lợi thứ ba thì chúng tôi có thể không điều khiển hết được thị trường, nhưng cũng có thể là tùy theo vào cái nhu cầu của thị trường. Ví dụ những ngày lễ, những ngày Tết hoặc là các ngày thứ bảy, chủ nhật thì chúng tôi khi nhu cầu thị trường cần hàng nhiều thì chúng tôi sẽ tập trung vào những ngày đó. Và cái lợi ích thứ tư là tất cả các thành viên trong hợp tác xã thì nó được thu nhập cao hơn so với những cái hộ mà không tham gia. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hội đã tích cực tuyên truyền vận động nông dân thực hiện các tiêu chí về tổ chức sản xuất, tham gia kinh tế tập thể, nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường, đã tạo được môi trường sống lành mạnh trong cộng đồng dân cư. Qua 5 năm thực hiện,
hội viên nông dân hiến trên 8.500 mét vuông đất và trên 2.000 ngày công để xây dựng 32 công trình như đường bê tông, ánh sáng nông thôn, nước, với tổng kinh phí trên 6,1 tỷ đồng. Trong đó, nông dân tham gia đóng góp trên 2 tỷ đồng, vận động xây dựng mới 51 mô hình bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu đạt 102%. Ngoài nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân thành phố còn đẩy mạnh tín chấp cho hội viên vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với dư nợ trên 234 tỷ đồng cho 5.654 hộ vay để phát triển kinh tế. Phối hợp tổ chức dạy nghề cho 2.150 người. Sau học nghề, học viên có việc làm trên 90%, chủ yếu là tự tạo việc làm, từ chính nghề học, đạt 128% nghị quyết đại hội đề ra. Đối với nguồn quỹ hỗ trợ nông dân phường, vận động gần 87 triệu đồng để tham mưu cho Ủy ban phường cấp kinh phí quỹ hỗ trợ nông dân theo quyết định 2B của Ủy ban nhân tỉnh, 65 triệu đồng, tăng gần 152 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Hội nông dân phường đã thực hiện tốt việc cho vay nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân nguồn cơ sở để phát vay cho 14 hộ có vốn sản xuất kinh doanh với số tiền là 280 triệu đồng. Phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, thì trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng phát triển, Hội Nông dân thành phố Cam Ranh sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tập trung xây dựng tổ chức hội vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức và hành động, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tăng cường phối hợp liên kết với các ngành, các cơ quan, các tổ chức kinh tế xã hội để hỗ trợ nông dân ngày càng tốt hơn trong áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao để phát triển sản xuất. Từ những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân từ thành phố tới cơ sở sẽ vững tin, quyết tâm trên chặng đường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mới, hướng tới phát triển thành phố Cam Ranh thành đô thị du lịch Logistics theo định hướng của Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nền tảng du lịch Booking.com vừa giới thiệu các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất bởi du khách Việt cho kỳ nghỉ hè năm nay. Dữ liệu từ Booking.com cho thấy những bãi biển tuyệt đẹp vẫn là lựa chọn hàng đầu cho du khách Việt Nam trong mùa hè này. Đà Nẵng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu và là điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất trong hè năm 2023. Tiếp theo là Nha Trang và Phú Quốc. Ngoài tìm kiếm du lịch biển, du khách Việt cũng quan tâm đến các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các thành phố bớt xô bồ hơn như Đà Lạt, Lâm Đồng và Hội An, Quảng Nam. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay như sau. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 23 độ và cao nhất có nơi trên 37 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ trong ngày dao động từ 25 cho đến 37 độ. Ở khu vực có mây, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt là hình thế thời tiết các tỉnh thành ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng từ 26 cho đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có nhiệt độ trong ngày dao động từ 20 cho đến 31 độ. Ở khu vực có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh thành ở Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất là khoảng 24 độ
và cao nhất là khoảng 34 độ. Bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.